Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng. Nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng sinh năm 1937, mất năm 2020. Tên thật là Nguyễn Xúy, là một nam nghệ sĩ cải lương người Việt Nam. Ông được biết đến với những vai phản diện trong nhiều vở cải lương và được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng sinh năm 1937 tại Hà Nam. Từ nhỏ thì ông đã theo cha phiêu bạt khắp nơi tại các gánh hát để buôn bán và phụ việc. Từ đây thì ông được nghệ sĩ nhân dân Phùng Há nhận làm con nuôi và cho ăn học tử tế, hướng dẫn ông vào nghệ thuật. Năm 16 tuổi thì ông đã xin phép mẹ nuôi đi hát cho đoàn hát Hương Hoa và lấy nghệ danh là Nam Hùng. Giọng hát trầm, ngoại hình sáng, ông hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành kép tránh, kép mùi. Tuy vậy thì ông đã chọn trở thành kép độc, chuyên đóng vai phản diện. Mỗi lần nhận vai mới thì ông luôn cố gắng khắc họa nhân vật sao cho người xem ghét cay ghét đắng. Ông cùng với thế hệ các nghệ sĩ như Út Bạch Lan, Thanh Được, Hữu Phước, Diệp Lang, Thanh Nga, Hồng Minh. Trong suốt sự nghiệp mà ông đã diễn cho các đoàn hát lớn như Kim Trưởng, Thanh Minh, Thanh Nga, ông đã được Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng huy hiệu vì sự nghiệp văn học nghệ thuật năm 1990, được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1998. Về gia đình, ông kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Thành Thành Hòa, hai người có người con là nghệ sĩ Thành Thành Tâm. Người vợ sau của ông là nghệ sĩ ưu tú Tô Kim Hồng, đóng vai bà Huyện trong vở Ngao Sỏ Ốc Hến chung với ông. Các vai diễn nổi bật: Đêm Huyền Diệu, Đời Cô Lự, Đứa Con Trong Rừng Thẳm, Đổng Trác, Thuyền Ra Cửa Biển, Tiếng Hạc Trong Trăng, Lôi Vũ, Giấc Mơ Triệu Phú, Mộng Bá Vương, Ngao Sỏ Ốc Hến. Qua đời, nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng qua đời tại nhà riêng sau cơn co giật tim ngày 21 tháng 10 năm 2020 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông đã được người nhà đưa vào bệnh viện Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu do bị suy tim, tiểu đường. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.